lợi ích của tôi khi đầu tư vào Matrix Chain là gì? Trời ơi, đừng đầu tư. Đây không phải là cơ hội đầu tư, đây là cơ hội làm việc. Hãy làm việc đi với 15 đô, rủ ít nhất 3 người có 15 đô giống như mình vào đây làm việc. Chỉ làm việc thôi, đừng đầu tư. Không đầu tư, không cơ cấu. Say no với đầu tư. Anh em hiểu không?